Hello, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Xà Lan Miền Tây nha. Thì hôm nay mình nhận hàng xong rồi các bạn ơi, mình sẽ bị ra bến đi nha các bạn. Đây đã nhận xong rồi đây các bạn. Bạn thấy tấm đá cũng thép còn cao hơn nó cái pin luôn các bạn ơi. Rồi mình sẽ bị ra bến các bạn. Nghe mình mở dây nè. Bạn thấy cái đường nhỏ này các bạn, đường nhỏ lắm nha. Mình sẽ chạy ngang cái đường đó. Thì phía bên kia vẫn có hai chiếc xà lan đang nhận hàng hôm qua này đấy các bạn. Đây rồi, đáng ghê mà. Mời các bạn cùng hành trình với mình nha. Có thằng này kẹt cứng ngắc hết rồi các bạn ơi. Lít xong hết rồi. Bỏ rồi. Cái đậu gì đâu mà ra lúc ngoài luôn. Thank you.
Lại chưa vô lỗ. Làm chưa đi chạy. Không quá rồi. Thấy ngõ ngoài giờ luôn. Ngoài này nha. Nha. Nắm chắc rồi.